Các bạn thân mến, bài hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn cái phần 101 câu tiếng Trung thông dụng. Ở đây bài này tôi xin giới thiệu câu tiếp theo, câu thứ 33. Nǐ jiān wǒ yì gè rén qíng. Câu này có nghĩa là bạn lợ tôi một việc. Dẫn chính có nghĩa là nếu mà dịch ra âm Hán Việt là nhân tình, nhưng mà thực ra chỗ này chúng ta phải dịch nó là một việc, một món nợ về tình cảm, về tiền bạc, để người ta cũng có thể dùng được. Chen y cơ rấn chính, chen ví dụ nǐ chen wǒ yì gè rén qíng, wǒ chen tā yì gè rén qíng. Tiếp tục câu thứ 34. Nǐ zài kài wán xiào ba? Bạn đang đùa đấy phải không? Kài wán xiào có nghĩa là đùa. Có nghĩa là đùa cợt. Chúng ta dùng từ kài wán xiào. Nǐ zài kài wán xiào ba? Bạn đang đùa đấy phải không? Ví dụ chúng ta có thể nói câu phủ định. Ủa, bú khai wán xiào, tôi không đùa. Nǐ zài khai wán xiào ba? Bạn đang đùa đấy à? Ủa, bú khai wán xiào, tôi không đùa. Tiếp tục câu thứ 35. Ủa, bú shì gù yì de. Câu này có nghĩa là tớ hoặc là tôi không cố ý hoặc là tôi không cố tình. Từ cu y có nghĩa là cố tình. Cu y tợ ở đây nó mang tính chất tính từ. Cố ý, cố tình. Wǒ bú shì gù yì de. Wǒ bú shì gù yì de. Tôi không cố ý. Tiếp tục câu thứ 36. Wǒ huì bāng nǐ dǎ diǎn. Wǒ huì bāng nǐ dǎ diǎn có nghĩa là tôi sẽ sắp xếp cho anh, hay là tôi sẽ sắp đặt cho anh. Dǎ diǎn ở đây có nghĩa là sắp xếp. Wǒ huì bāng nǐ dǎ diǎn. Trụ phòng, của huy bang thì tá tiền trụ phòng, tôi sẽ sắp xếp như phòng ở cho anh. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ 37. Tha chuyên phá rủng chi, ở đây có nghĩa là anh ấy hay là chị ấy thiếu dũng khí. Rủng chi có nghĩa là dũng khí. Tha chuyên phá dùng chi, tha chuyên phá dùng chi. Tiếp tục câu thứ 38. Wǒ biě wú xuán zhě. Wǒ biě wú xuán zhě có nghĩa là tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Xuyển chứa ở đây có nghĩa là lựa chọn, sự lựa chọn. Bía ú có nghĩa là không còn cái nào khác. Ủa bía ú xuyển chứa, tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Ủa bía ú xuyển chứa. Tiếp tục chúng ta sang câu thứ 39. Wǒ xǐ huān chì bìng qǐ lín. Tôi thích ăn kem. Ở đây từ bìng qǐ lín có nghĩa là kem. Xǐ huān là thích, chì là ăn, wǒ là tôi. Wǒ xǐ huān chì bìng qǐ lín. Nếu chúng ta hỏi câu nghi vấn thì chúng ta thêm chữ trợ từ ma đằng sau. Ví dụ, bạn có thích ăn kem không?
你喜欢吃冰淇淋吗？啊，chúng ta đọc lại câu này. 我喜欢吃冰淇淋。Tiếp tục câu thứ 40. 我尽力而为。Có nghĩa là tôi sẽ cố gắng hết sức. Chữ 尽力而为 ở đây có nghĩa là tận lực hoặc là hết sức mình. Người ta đều dùng từ 尽力而为. Ví dụ, tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. 我已经尽力而为đó. Tôi đã cố gắng hết sức rồi. Chúng ta đọc lại lần nữa này. 我尽力而为。我尽力而为。Tôi sẽ cố gắng hết sức. Tiếp tục. Câu thứ 41. Câu này thì nó là quá quen thuộc của chúng ta, đúng không? Trước khi chúng ta học những cái bài học đầu tiên đều có cái từ, đều có câu hỏi như sau. Ni hao ma? Ni hao ma? Bạn có khỏe không? Tiếp tục câu thứ 42. Jian tao ni hen cao xing. Ở đây câu này có nghĩa là rất vui được gặp bạn. Cao xing ở đây có nghĩa là vui mừng, hẳn là rất, hẳn cao xing là rất vui mừng. Nó còn một cái câu khác nữa là gì? Dân sư nỉ úa hẳn cao xing, quen biết anh tôi cũng rất phấn khởi. Ở đây người ta nói cách này là cách gặp bạn tôi rất phấn khởi hoặc là tôi rất vui. Chen tao nỉ hẳn cao xing, gặp được anh hoặc gặp được bạn rất là vui. Tiếp tục, chúng ta sang câu thứ 43. Nǐ jìn nái guò de zhěn me yāng. Ở đây câu này dịch là bạn dạo này thế nào, hoặc là anh dạo này thế nào, chị dạo này thế nào. Nǐ jìn nái guò de zhěn me yāng. Zhěn me yāng có nghĩa là thế nào. Chìn lái là dạo này hoặc là gần đây. Cua tớ có nghĩa là, ở đây chúng ta không dịch từ cua tớ mà chúng ta hiểu là dạo này cuộc sống của anh thế nào, hay là dạo này anh, cái thời gian qua của anh như thế nào. Nǐ jìn nái guò de zhěn me yāng. Nǐ jìn nái guò de zhěn me yāng. Bạn dạo này thế nào. Tiếp tục câu thứ 44. Mắng má. Câu hỏi rất là ngắn gọn, dễ hiểu. Mắng má. Nếu chúng ta nói đầy đủ, chúng ta có thể có cả chủ ngữ, vị ngữ ở đây nữa. Ví dụ, nǐ gòng zuò máng má. Bạn làm việc có bận không? Nhưng đối với các cái từ giao tiếp, chúng ta càng nói ngắn gọn cho đối phương hiểu thì càng tốt. Bởi vì trong ngôn ngữ giao tiếp, chúng ta cũng không nên nói quá dài, mà nói làm sao đối phương hiểu mình là tốt nhất. Tiếp tục, chúng ta sang cụm từ thứ 45. Hấn hò. Xin lỗi. Hái hò là vẫn tốt hoặc là cũng tốt, cũng được. Chúng ta, ví dụ chúng ta, người ta mời chúng ta ăn, hay người ta mời chúng ta xem một cái gì đó, thì chúng ta nói là cũng được. Thực ra cái này nó cũng, cái câu này gọi là câu khách khí. Ví dụ như là món ăn thế nào. Nếu mà người ta làm không ngon lắm thì mình cũng nói một câu là cũng được, cũng tốt. Ái hảo. Tiếp tục câu 46. Khiến hảo là rất tốt, tiếng là rất. Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn.